Vâng, chào tất cả các bạn. Đang cùng nhau đi thăm một cái nhà sàn của người dân tộc Tày ở nơi huyện Bảo Lạc, Sơn Lập, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng nha. Xem cái nhà mới của người ta mới làm nên nhìn như nào. Anh Việt ơi! Đấy, nhà sàn nhìn từ cái góc này nhìn có đẹp không? Phải nói là nhìn đẹp luôn nhỉ. Anh Biển ơi! Anh Biển nhà không? Thấy nhà mới quá, quay xem tí. Hả? Chị ở nhà hả? Làm nhà xong chưa? Ấy giờ nhà thơm gỗ mới ghê nào. Ý, nhà sàn đẹp thế mà. Đây. Nhà sàn của đồng bào, nhà sàn của người dân tộc Tày. Không gọi à, không cần gọi đâu chị ơi. Say rượu á? À? Sai rồi phải không? Nhà sàn bằng nghiến, cột nghiến này. Sai rồi á? Nhà sàn này bao nhiêu cột đấy anh Biển? Anh sai rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 cái cột nghiến, à thôi, 43 cái cột nghiến. Đấy, cầu thang cũng bằng nghiến. Cầu thang bằng nghiến này. Say hả? Anh sai rồi, em còn sai nữa. Sao lại say được? Sai, không phải say. Say khác, sai khác. Thế giờ nhà sàn đẹp không? Chưa xong đâu nhỉ? Đấy. Ơi. Căng điện thoại có đứa sai này. Ý, nó cả thế. Để cái điện sơn à? Nắm à, em lồng bê lấy này. Ơi, mình xuống dưới chơi đây này. Xuống dưới chơi bây giờ. Nhà anh Biển mới quá. Gọi á? À, máy kia để cốp. Quay cái nhà sàn anh Biển tí xuống này. Ôi, cái điện nước nhấp nháy thôi nhỉ. Ôi, một thời gian nữa là điện ra đến đây. Ờ, cẩn thận đấy, ngã đấy. Say rượu, sai rượu là xuống đây đấy. Sai thì sai thì... Sai rượu là xuống đấy. Thế cái nhà bên kia thì để vợ bé để không? Nhà sàn này để vợ cá nó. Đấy đấy. Lồng... Thầy có nghe nghe thì em cho thầy. Rồi, nghe rồi. Ngắm tan khách nghe. Ngắm tan khách á? Đức Đức mình khách á? Đức lỡ Đức còn ngắm đây mà. Ở đây. Không gọi á, em xuống về nó một tí, có tí việc thôi. Nhà sàn có tí gì lên. Có cái gì trao đổi. Không, không có gì đâu.
Thấy nhà sàn anh mới đẹp thơm quá nên quay tí. Bắt ngoan, đâu có tôi đi ra thử luôn được. Đi trừ ca. Đi lấy việc lại đấy. Điện nước. Nhà rộng mênh mông. Ui thế này thì đánh biển khó mà đuổi chị rồi. Đang dư máy. Thế này anh biển còn lâu mà đuổi được chị. Nhưng chị mà chạy thì thôi rồi. Nè. Có đâu em xuống dưới kia một lúc rồi tí em quay lên đây. Ok, để em xuống dưới đây một tí em quay lên đây. Em xuống dưới một tí em quay lên đây. Lên rồi, nó lên rồi. Ha, nó lên rồi. Thế khiến ma rồi. Khiến ma ăn rồi. Đấy, nhà đây năm chắc tính cái mà. Lăng bột trắng. Nhà trên kia nhà ai đang làm kia anh Biển? Nhà trên kia đang làm. Nhà của ai đang làm? Mèo. Mèo à? Rồi còn chưa xong làm. Ê, mới chưa rộng hoàn thành, đấy á, đấy, đấy. Làm như... nhà sắp hoàn thành đúng không? Sắp hoàn thành. Nhà sàn đẹp thế, làm được cái nhà này ở thành phố lấy đâu đấy. Cái này lập tôn cũng được, lập pro cũng được. Thôi Đức, Đức nó ép xuống với nó một tí em lên uống rượu. Lên à? Không đâu, em đi nhà nó một tí đã.